Hello cả nhà, mình là Happy Studio đây ạ. Cả nhà cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha. Tập 8 bắt đầu với nụ hôn của Lee Hon với So Jang. Tuy nhiên, cô ngại ngùng ngăn cản và không muốn chỉ vì dục vọng của nhà vua mà làm điều đó. Khi được hỏi rằng anh có thật lòng với cô hay không, điều này khiến anh bối rối và cô đã bỏ đi vì nghĩ rằng anh đã không chân thành với tình cảm của mình. Cô nghĩ lại lúc mình sừng sốt khi Thái hậu muốn gặp và không dám chống lại lệnh triệu tập nên phải đến gặp bà. Thái hậu hỏi nguyên nhân hoàng thượng xuất cung có phải là vì cô hay không và coi cô là chướng ngại vật trong việc tuyển chọn trung điện sắp tới. Nhưng bà cũng cho cô cơ hội trở thành đồng minh của mình. So Jang băn khoăn về vị trí hiện tại của mình và nghĩ xem nên lựa chọn như thế nào. Sinh-won bỗng nhiên xuất hiện và gián tiếp thú nhận tình cảm của mình dành cho cô. Anh không hy vọng cô không áp lực và đừng lo lắng gì cả. Trong khi đó, tại quán trà, He Jang mơ mộng về nhà vua vì đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh đến giải cứu cô. Ngắm nhìn cô từ bên ngoài, họa sĩ Dung cùng Chun Suk rũ khi biết được suy nghĩ đó. Lúc này, Wang Ji đến gặp và nói với cô rằng hãy nên trân trọng và đối xử tốt với Chun Suk. Ngày hôm sau, giới chiêu bài mua chiếc nhẫn đắt tiền, Sinh-won thuyết phục được người bán hàng cho mình biết ai là người đã mua chiếc bông tai đã được dùng để giả dạng làm thái tử phi. Anh phát hiện ra rằng người đó chính là phu nhân Seo nên đã đưa binh lính tới đó để lục soát mọi ngóc ngách trong nhà. Chun Suk thấy kỳ lạ khi những người phụ nữ ở đây lại không có bất kỳ món trang sức nào cả, nhưng cuối cùng, anh cũng phát hiện ra một ngăn kéo trong tủ thuốc giấu toàn đồ trang sức. Lúc này, phu nhân Seo xuất hiện và cố gắng mua chuộc anh bằng một tấm ngọc bội đắt tiền dành cho He Jang. Trong khi đó, nhà vua bận rộn với việc điều tra nhưng dường như anh không thể ngừng suy nghĩ đến So Jang. Vào bữa tối, anh cho lui toàn bộ cung nữ ngoại trừ So Jang và yêu cầu cô nếm thử thức ăn của mình. Vậy nên, cô đành miễn cưỡng ăn với khuôn mặt chán chường. Anh tiếp tục cố gắng nói chuyện với cô nhưng cô đã bắt anh im lặng để đi vào giấc ngủ. Liên tục nhìn trộm và mỉm cười khi thấy cô ngủ gà ngủ gật, cô ngã xuống trong vòng tay nhà vua. Lee Hon suy nghĩ về những lời nói của cô và nhận ra rằng cô đã có tình cảm với anh từ trước. Vào buổi sáng, nhà vua thức dậy và thấy So Jang vẫn đang ngủ bên cạnh mình. Anh không thể không mỉm cười và ra ngoài lệnh cho mọi người phải im lặng. Quản trưởng Se Jang nhìn thấy hào quang của nhà vua và nghĩ rằng anh đã ngủ chung với So Jang. Đến cả đại nhân Sun Jo cũng bị lóa mắt trước vẻ đẹp của nhà vua và không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh lại hạnh phúc như vậy. Lee Hon ngượng ngùng thừa nhận rằng mình đang yêu. Thế nhưng, anh gặp phải vấn đề khi không biết phải làm sao để tỏ tình. Anh sợ rằng So Jang vẫn nghĩ anh không thật lòng và điều đó làm anh vô cùng tổn thương. Sun Jo, vị quân sư giỏi nhất đất nước cam kết sẽ giúp anh và đưa ra một kế hoạch cẩn thận để có thể giúp nhà vua tán đổ So Jang. Khi này, cô tỉnh dậy và bị sốc vì nhà vua đã để cô ngủ trên giường của mình. Rời khỏi hoàng điện và thấy Sinh-won đang đợi mình, anh đưa cho cô điểm tâm và hỏi rằng liệu cô có muốn rời khỏi cung điện ngay bây giờ hay không. Anh đề nghị sẽ bảo vệ cô khỏi những kẻ ám sát. Điều này làm cô suy nghĩ và sau đó, cô đã đến gặp và nói quyết định của mình với Thái hậu. Mặt khác, Chun Suk cùng binh lính đã tìm thấy và giải thoát cho những cô gái bị bắt cóc khác. Kẻ giết Thái tử Phi, Sang Du chạy đến gặp binh bộ thượng thư và nhờ ông giúp đỡ tổ chức của mình nhưng ông ta nói rằng bây giờ mình không còn có thẩm quyền điều tra nữa. Trong khi đi dạo, Thượng Cung Won nói với So Jang rằng nhà vua hạnh phúc như thế nào và tự hỏi tại sao trước đây anh lại cứ u rũ mãi. Anh gọi So Jang đến và bảo cô đi cùng mình đến cung điện On Jang, nơi anh định tỏ tình với cô ở đó. Cô gắng từ chối nhưng anh cứ viện cớ này cớ nọ cho đến khi cô phải bỏ cuộc và đồng ý. Nhà vua thấy rằng cô dường như đang ép bản thân mình phải đi và cảm thấy lo lắng. Tại một diễn biến khác, họa sĩ Dung đang buồn chán và không biết làm cách nào có thể tiến triển tình cảm với He Jang. Anh không muốn từ bỏ nhưng chỉ biết ủ rũ và tìm đến rượu giải sầu. Trong khi đó, phu nhân Seo tức giận với Sinh-won và muốn binh bộ thượng thư trừ khử anh. Khi từ chối yêu cầu đó, bà chế nhạo ông bằng cách kể lại những thất bại gần đây do Sinh-won mà ông chỉ dám ngồi nhìn. Do cho bà biết rằng nhà vua cùng Sinh-won sắp hành cung và sẽ tận dụng cơ hội này để lên kế hoạch giết Lee Hon. Trong cung điện, Sun Jok liên tục gợi ý những cách tỏ tình nhưng nhà vua vẫn đắn đo suy nghĩ và cảm thấy không chắc chắn cho lắm. Đúng lúc đó, trưởng quản Se Jang mang danh sách các cung nữ xuất cung đến. Anh sửng sốt khi thấy So Jang cũng có tên bên trong. Vội vàng xông vào phòng của cô và nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc. Lee Hon hỏi tại sao cô lại muốn rời đi nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ cô cả. Anh cảm thấy thất vọng và anh vẫn muốn cô cho mình thêm một chút thời gian nữa. Trên hành trình đến On Jang, anh cứ nghĩ về việc So Jang sẽ rời đi và đến cánh đồng hoa, nơi anh từng chơi khi còn nhỏ và đó cũng chính là nơi mà anh muốn tỏ tình với cô. Giống như một đứa trẻ dễ thương, anh bắt đầu nhặt cỏ dại thì lúc này, Sun Rock mang đến rất nhiều hoa và không nản lòng. Ông bảo anh hãy nói cho So Jang biết cảm xúc thực sự của mình. Ông cho rằng không phải điện hạ là lý do khiến cô muốn rời đi và anh dần lạc quan trở lại. Lee Hon bảo mọi người trồng tất cả những bông hoa mới và đi tìm So Jang.
Khi này, cô cùng Shin Won đi dạo và nói rằng cô muốn rời khỏi cung điện vì cảm thấy mình không phù hợp. Anh cho cô biết rằng ngay cả anh cũng sẽ từ chức và rời đi sau chuyến đi này. Cô xin lỗi anh vì đã vất vả suốt thời gian qua, khiến Shin Won mỉm cười. Khi nhà vua xuất hiện, Shin Won rời đi để lại không gian cho cả hai. Cô cho nhà vua biết rằng Shin Won sẽ từ chức khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Lee Hon hỏi lý do cô rời đi là vì anh hay vì Shin Won. Cô đã khóc và thú nhận rằng thật khó cho cô khi chỉ mỗi mình cô, thật lòng thì như thế sẽ rất mệt mỏi. Anh cũng rơi lệ và quyết định chọn thời điểm đó để thú nhận tình cảm của mình. Họ hôn nhau và So Jang cực kỳ hạnh phúc. Anh đưa cô đến cánh đồng hoa và kể cho cô nghe về kế hoạch tỏ tình ban đầu. So Jang cực kỳ cảm động trước tấm lòng của nhà vua và họ ôm nhau cùng nhìn ngắm pháo hoa. Họ lúng túng trong phòng ngủ và nhà vua bảo cô cứ nằm bên cạnh mình. So Jang hỏi anh yêu cô từ khi nào và anh đã phải lòng cô khi được ngắm rõ cô khi cô ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy vậy, cô cũng thú nhận rằng mình cũng đã yêu anh từ lúc đó. Mặt khác, Shin Won nói lời tạm biệt với Chun Suk và khi anh hỏi về cuộc điều tra tại nhà phu nhân Seo, Chun Suk đã nói dối và bảo rằng không tìm thấy bằng chứng nào cả. Khi đi dạo, anh lấy chiếc nhẫn mà mình muốn tặng cho So Jang nhưng lúc này, Chun Suk trở nên cực kỳ bi quan khi nói về cái chết. Đúng lúc đó, ai đó đã bắn kim tẩm độc vào một trong hai người họ. Trong một đoạn hồi tưởng, ban đầu, Chun Suk đã từ chối lời đề nghị của phu nhân Seo. Nhưng sau đó, bà đã mang He Jang ra để đe dọa và bắt anh lựa chọn giữa cô với Shin Won. Thì ra người bị bắn lại là Chun Suk và khi sắp chết, anh cảm ơn Shin Won vì đã luôn đối xử với anh như là một người trong gia đình. Anh hối hận vì đã không kịp tặng ngọc bội cho He Jang và yêu cầu Shin Won nhanh chóng đến cứu điện hạ vì nhà vua đang gặp nguy hiểm. Nhưng trước khi Shin Won có thể đến cảnh báo nhà vua, anh đã bị bắn tên độc vào tay. Tiếng kêu của anh khiến Lee Hon phải ra ngoài để điều tra. Tìm thấy Shin Won, người xin lỗi với tư cách là một người bạn và nói rằng mình sẽ không thể bảo vệ cho nhà vua được nữa. May sao vết thương không chí mạng nên Shin Won vẫn còn sống và chỉ Chun Suk đã ra đi mãi mãi. Anh đến thăm quán trà và đưa miếng ngọc bội của Chun Suk cho He Jang, người đã khóc rất nhiều sau khi biết tin. Sau đó, anh để lại chiếc nhẫn mà mình đã mua cho So Jang và rời khỏi cung điện. Tình cờ gặp cô và khi nhìn thấy cô khóc, anh yêu cầu cô đừng làm bạn với mình nữa vì điều đó rất nguy hiểm với cô. Cố gắng ngăn anh lại và sửng sốt khi thấy rằng cánh tay bị thương của anh đã chuyển sang màu đen. Nhà vua lúc này cũng xuất hiện nhưng vẫn không thể ngăn Shin Won lại khi anh rời đi. Tập 8 đến đây là kết thúc. Liệu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Cùng Happy Studio tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo nha. Chúc cả nhà vui vẻ và may mắn. Tạm biệt.